Hôm nay một chiếc Vios 2018 bên em đã bán các bác nhé. Hôm nay lại về cho quý anh chị nhà mình một mẫu 2016 phiên bản E số sàn các bác nhé. Phiên bản E số sàn này chưa đến 300 quý anh chị đã sở hữu em này rồi. Đấy, một chiếc Vios bản E số sàn sản xuất 2016 quý anh chị nhé. Đấy, chiếc này mang nước sơn màu vàng cát cực kỳ đẹp này. Đấy, bốn lốp dày nhé, vành được trang bị 4 ABS, 4 bánh trung có cực an toàn này. Đấy, vành thì không một vết xước nhé quý chị nhé. Đấy, sơn xi con này như quý chị đã thấy đây. Đấy, khá là đẹp đúng không ạ? Đấy, nước sơn cũng khá đẹp đây. Đấy, 4 lốp dày nhé quý chị nhé. Đấy, chiếc này phiên bản đủ số sàn. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương này. Đấy. Đấy, sơn xi cũng khá là sạch sẽ cho quý bác anh chị nhà mình nhé. Đấy, xe vừa về em cho tháo biển rút hồ sơ luôn các bác nhé. Em cho tháo biển rút hồ sơ luôn. Đấy, bởi bây giờ tất cả các cái xe đấy, định danh biển số nhé quý bác chị nhé, nên là tất cả các xe đều phải cho rút hết nhé, đều phải cho rút hết nhé các bác nhé. Đấy, đều phải cho rút hết luôn. Đấy, sơ qua một phần form dáng lên bên ngoài để quý chị nhà mình xem qua nhé. Đấy, ngoại thất cực kỳ đẹp này. Đấy, cặp đèn pha bên như quý chị đã thấy đây, khá là ok đúng không ạ, cực kỳ ok luôn. Đấy, lốp lắp dày này, lốp lắp cực kỳ dày dặn nhá. Đấy, quá ok. Đấy, sơn xi sạch đẹp này, tất cả là máy số nguyên zin nhé các bác nhá. Máy số nguyên zin chưa tới 300 quý bác chị đã sở hữu em này rồi. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu một chiếc Vios bản E số sàn, đấy, các bác nhanh tay liên hệ cho em để chạy gia đình cũng như dịch vụ là khá là ok với các bác nhá. Rồi, sơ qua phần nội thất cho bác xem đây. Tabi tabo đẹp nhá. Đấy, xe được trang bị màn hình Android rồi. Đấy, trần lì bọc ni lông từ mới này còn khá là ok các bác nhá. Đấy, phiên bản số sàn. Đấy, tabi tabo đẹp, vô lăng đẹp này. Đấy, nội thất cũng khá tổng thành, nội thất khá là tươi các bác nhá. Đấy, bác chủ đã bọc sàn da này, sàn 3D các bác nhá, thảm rối đầy đủ rồi. Đấy, sàn 3D thảm rối đầy đủ nhá quý chị nhá. Đấy. Đấy, tabi tabo đẹp, keo chỉ nguyên zin nhá. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu một chiếc chạy taxi hoặc là dịch vụ thì bác nhanh tay liên hệ cho em nhá. Đây. Đây, tổng thành nội thất con này khá là tươi đúng không ạ? Đấy, khá là tươi tắn các bác nhá. Cái ghế da đẹp này. Đấy, sàn 3D thảm rối đầy đủ rồi. Quý bác chị mua về là sẵn sử dụng luôn các bác nhá. Dòng Vios này thì lành bền, tiết kiệm, chuyên phục vụ cho các bác nào mà chạy dịch vụ nhé. Đấy. Và gia đình thì cũng khá là bền bỉ, siêu tiết kiệm các bác nhé. Đấy, thì em quay thêm vào phần khoang máy để quý bác chị nhà mình thấy được cái độ chất, độ đẹp của em nó nhé. Đây là khoang máy chiếc Toyota Vios sản xuất 2016 các nhá. Sản xuất 2016 tất cả zin hết nhá các bác nhá. Đấy. Ốc cabo này. Tất cả nguyên zin hết nhá các bác nhá. Đấy, máy số nguyên zin. Máy số nguyên zin, keo chỉ nguyên zin các bác nhá. Các bác nào đang có nhu cầu một chiếc Vios lành bền, tiết kiệm thì các bác nhanh tay liên hệ cho em nhé. Đấy, loanh quanh chưa tới 300 quý anh chị đã sở hữu em này về chạy dịch vụ khá là ok các bác nhá.